Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 228. Thần Đạo Đan Tôn chương 2276, lại tới một con hắc mã. Thượng. Vâng, Cam huynh uể oải nói. Được, tên học đồ kia viết vài chữ lên quyển sách, liền xoay người rời đi. Lúc này, lại có người kết thúc thử thách, tên học đồ kia liền tới lui lui, ghi thành tích của mỗi người. Cái này không giả mạo được, dược đạo thạch sẽ lạc ấn thần thức đặc thù của mỗi người, đến thời điểm chỉ cần đối chiếu một hồi là được. Mà một khi tra ra có hành vi gian lận, sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc của cổ đan tháp. Bởi vậy, rất ít có người dám làm như thế. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng ồ lên, sau đó có một tin tức cấp tốc truyền tới. Vừa nãy có người ở đăng ký thành tích, thình lình biểu hiện qua 7 cửa ải. Lâm Vĩnh Sương, người kia gọi Lâm Vĩnh Sương. Thành tích như vậy hẳn là người thứ nhất hiện tại, coi như phóng tới mấy lần tỉ thí trước, nay cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Người kia là ai, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói, hẳn là hắc mã lần này. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều vì thiên tài đan đạo mới nhô ra này mà giật mình. Không lâu lắm, chỉ thấy một thanh niên bước ra ngoài mà người xung quanh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn, thật giống như là đại nhân vật ghê gớm gì. Đây chính là Lâm Vĩnh Sương, có người hô khẽ. Khuôn mặt của Lâm Vĩnh Sương lạnh lùng, một đường đi qua, không có vẻ tươi cười, có vẻ cực kỳ cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà qua, căn bản không có nhìn bất luận người nào. Có người biết lai lịch của hắn sao? Mọi người dồn dập lắc đầu, đầy mặt mờ mịt. Có điều, tên này cũng quá kiêu ngạo, để người ta nhìn khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Xem, Tạ Nhạc Trương đến rồi. Có người đột nhiên kêu lên, chỉ về phía lối vào. Lăng Hàn cũng nhìn sang, là một nam nhân vóc người trung đẳng, tướng mạo cực kỳ nho nhã, tóc đen đầy đầu, tuy vóc người không cao lớn lắm, nhưng tự nhiên có một loại đại khí khiến người ta kính nể. Đây chính là Tạ Nhạc Trương, đan sư tam tinh, trình độ tứ luyện, cách đan sư tứ tinh chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Tạ Nhạc Trương không có cái giá gì, một đường đi tới chào hỏi người gật đầu với mình, sau đó cùng Lâm Vĩnh Sương đi thoáng qua. Một người ngạo nhiên, một cái khiêm tốn, hình thành so sánh mãnh liệt. Dưới chân Lâm Vĩnh Sương hơi dừng lại một chút, lấy dư quang khóe mắt quét Tạ Nhạc Trương một hồi, cũng không nói lời nào, nhưng xem thường trong ánh mắt lại quá rõ ràng. Tạ Nhạc Trương không để ý chút nào, tựa hồ căn bản không nhìn thấy người này mà mang theo nụ cười đi tới bên cạnh dược đạo thạch, tìm một vị trí không người, đưa tay tới. Tạ Nhạc Trương có thể xông qua 7 cửa ải sao? Tuyệt đối có thể, hắn là người có hy vọng bước vào đan sư tứ tinh, làm sao có khả năng thua Lâm Vĩnh Sương? Vậy cũng chưa chắc, con hắc mã Lâm Vĩnh Sương này quả thực đen đến tỏa sáng. Ở trong tiếng bàn luận của mọi người, trên dược đạo thạch có một vầng sáng tỏa sáng, nhưng vẻn vẹn chỉ một lúc, hai tia sáng đồng thời phát sáng. Đây là của Tạ Nhạc Trương A, không hổ là thiên tài đan đạo, chỉ dùng nửa canh giờ liền xông qua 2 cửa ải. Sau 2 canh giờ, 3 vầng sáng đồng thời sáng lên. Tạ Nhạc Trương một đường thế như trẻ tre, vẻn vẹn chỉ một ngày, hắn liền xông 5 cửa ải. Nhưng kế tiếp hắn phải dùng nửa ngày mới xông qua cửa ải thứ 6, sau đó chậm chạp không nhìn thấy vầng sáng thứ 7 sáng lên. Cho thấy muốn xông qua cửa ải thứ 7 không dễ, cũng cho thấy Lâm Vĩnh Sương ở trên đan đạo bất phàm. Sắp tới 3 ngày đi qua, vù, dược đạo thạch đột nhiên phát sáng, hơn nữa một lần chính là 7 vầng sáng đồng thời sáng lên. Có người xông qua cửa ải thứ 7, nhất định là Tạ Nhạc Trương. Quả nhiên, không lâu sau đó Tạ Nhạc Trương liền đứng lên, mà thời điểm học đồ của cổ đan tháp lại đây ghi thành tích, cũng thanh thanh sở sở cho thấy hắn xác thực qua 7 cửa ải. Kinh người, cái này tương đương Lâm Vĩnh Sương, thành tích tốt nhất hiện nay. Người qua sát hạch đều lập tức rời đi, bởi vậy, người thích xem náo nhiệt liền không thể quá sớm mà tiến hành sát hạch. Mà chờ ở bên trong, sẽ không có người thúc ngươi đi sát hạch à. Lăng Hàn đang định tiến lên, chỉ nghe phía sau lại truyền tới náo động. Ngô Tử Hư, Nhật Dương Đan Sư, lại là hai nhân vật trọng lượng bước đến, có điều một già một trẻ, so sánh tương đối rõ ràng. Lăng Hàn không có để ý, nhanh chân đi về phía dược đạo thạch, khoanh chân ngồi xuống, đưa tay phải ra. Cùng lúc đó,
Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư cũng đồng thời bắt đầu sát hạch. Thức hải của Lăng Hàn chấn động, đã xuất hiện ở trong một hư không hắc ám, bốn phía một mảnh trống không. Một cây dược thảo đột nhiên xuất hiện, nằm ở trước mắt của Lăng Hàn. Đây là cửa thứ nhất, nhận biết dược thảo. Lăng Hàn thuận miệng nói, Thanh Vũ Thảo. Soạt, cây dược thảo này lập tức trở nên ảm đạm, thay vào đó là một cây dược thảo khác. Trước Dương Mộc, Hồ Vĩ Độc Đằng, Hỏa Vân Vũ Liên. Lăng Hàn một hơi báo ra hơn 30 loại dược thảo, sau đó cũng không có dược thảo mới xuất hiện mà rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi. Hắn biết mình xông qua cửa thứ nhất. Bên ngoài, trên dược đạo thạch có một vòng ánh sáng lấp lóe. Có điều, xông qua cửa thứ nhất thực quá đơn giản, cho dù có Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư gia nhập cũng không có gây nên mọi người kỳ quái. Cửa ải thứ hai bắt đầu, phía trước Lăng Hàn xuất hiện ba cây dược thảo, mỗi một cây đều gần giống nhau. Ở trong đó tuyển ra Tử Lân Hoa, một thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên tai Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ tay một cái. Ba cây dược thảo đồng thời biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện bốn cây dược thảo, tương tự cực kỳ giống nhau. Ở trong đó tìm ra Tam Thanh Liên. Sau đó là 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, cùng lúc xuất hiện dược thảo càng ngày càng nhiều, mà muốn lấy ra dược thảo chính xác cũng càng ngày càng khó, có điều đây đối với Lăng Hàn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Sau 30 mấy lần, không có dược thảo mới xuất hiện, nói rõ Lăng Hàn lại xông qua một cửa. Trên dược đạo thạch, hai tia sáng đồng thời sáng lên. Thật nhanh, đây là Ngô Tử Hư hay Nhật Dương Đan Sư? Ngô Tử Hư đi. Ta cảm thấy là Nhật Dương Đan Sư. Lúc này, mọi người thoáng có chút hứng thú, suy đoán. Vẹn vẹn một lúc sau, lại có hai tia sáng đồng thời sáng lên. Một cái là Ngô Tử Hư, một cái là Nhật Dương Đan Sư. Không hổ là người được xem trọng, thực lực thực tiếp cận. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2277, lại tới một con hắc mã. À. Nhưng lúc mọi người ở đây cảm khái, dược đạo thạch lấp lóe, đó là hai tia sáng đồng thời sáng lên. Ồ, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào lại xuất hiện hắc mã? Không thể, hẳn là bắt đầu thử thách trước, tốc độ qua cửa ải quá chậm, vừa vặn vào lúc này hoàn thành. Hừm, hẳn là như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này mới phù hợp nhất. Trong thế giới tinh thần, lần này trước mặt Lăng Hàn lại xuất hiện ba cây dược thảo, mới nhìn, giống nhau như đúc. Cây xích tiêu thảo nào đạt đến 40 triệu năm dược linh? Cái thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, chỉ tay một cái. Soạt, ba cây dược thảo biến mất, sau đó lại biến ra bốn cây dược thảo giống nhau. Cây ngũ linh liên hoa nào đạt đến 300 triệu năm dược linh? Lăng Hàn cực kỳ tùy ý, hắn nắm giữ kiến thức căn bản đã đạt đến tình trạng tinh tế tỉ mỉ. Sau 30 mấy lần phân biệt, Lăng Hàn lần thứ hai qua ải. Vù, bên ngoài trên dược đạo thạch, có ba vầng sáng đồng thời sáng lên. Lại tới nữa rồi, đến cùng là Ngô Tử Hư hay Nhật Dương Đan Sư à? Thật khiến lòng người ta ngứa ngáy. Soạt, ngay sau, đó là ba vầng sáng đồng thời sáng lên, mà chỉ một hai hô hấp sau, vẫn là ba vầng sáng đồng thời sáng lên. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngờ vực. Muốn nói vừa nãy chỉ là đúng dịp, như vậy lần này thì sao? Vẫn là đúng dịp sao? Từ đâu tới nhiều đúng dịp như vậy? Lẽ nào, thật lại xuất hiện hắc mã? Ta cảm thấy không thể, năm cửa ải trước đối với người có chút thực lực mà nói đều khá đơn giản, cửa ải thứ 6 bắt đầu mới là khảo nghiệm chân chính. Nói rất có lý. Khi ba lần hầu như liên tục có bốn vầng sáng đồng thời sáng lên thì, tuy vẫn để mọi người cảm thấy kỳ quái, nhưng không có quá mức kinh ngạc. Lúc ngày đó sắp kết thúc, năm vòng đồng thời sáng lên, cũng liên tục ba lần. Ta liền không tin, kế tiếp người này còn có thể so với Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư. Hừm, phải. Tuy không có được chứng thực, nhưng mọi người đều tin tưởng trong ba người này có hai cái tất nhiên là Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư. Chỉ không biết người thứ ba là ai. Cửa ải thứ 6, cái này hơi khó hơn một chút, xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, chính là một cây dược thảo bi cắt nát, mà nhiệm vụ của hắn là muốn ở trong thời hạn quy định ghép lại. Hai tay hắn bay múa,
từng mảnh vỡ bay lượn, cực kỳ nhịp điệu. Đây là thế giới tinh thần, trên thực tế tất cả ràng buộc đều không tồn tại, bởi vậy tốc độ liền hoàn toàn quyết định bởi tính nhạy cảm của thần hồn. Tốc độ của Lăng Hàn càng lúc càng nhanh, một cây dược thảo cũng từ không đến có hiện ra hình thức ban đầu. Sau đó chậm rãi hoàn chỉnh, ở thời hạn quy định mới qua một nửa, Lăng Hàn đã thuận lợi thu công. Sau đó là một đống mảnh vỡ dược thảo xuất hiện. Lăng Hàn nhìn kỹ, phát hiện tuy những mảnh vỡ này nhìn như từ trên một cây dược thảo đồng nhất lấy xuống, nhưng trên thực tế là thuộc về hai cây, chỉ là dược thảo giống nhau mà thôi. Khác biệt nhỏ bé ở chỗ niên đại. Vậy thì có chút, vướng tay chân, tốc độ của Lăng Hàn thả chậm một chút, trước tiên chia mảnh vỡ thành hai phần, thuộc về một cây dược thảo đồng nhất, kế tiếp mới hoàn thiện. Khi hai cây dược thảo hoàn chỉnh xuất hiện, Lăng Hàn còn có 1/3 thời gian. Đơn giản. Sau đó, vẫn là một đống dược thảo xuất hiện, nhưng lần này thuộc về 3 cây dược thảo, đều là thanh vụ thảo, Lăng Hàn có thể khẳng định. Đến đây đi. Trước tiên chia làm 3 phần, lại hoàn thiện. Sau đó là mảnh vỡ 4 cây dược thảo, lại 5 cây, 6 cây, cho đến 30 mấy cây, độ khó càng ngày càng cao. Để Lăng Hàn tiêu hao thời gian cũng càng ngày càng nhiều, nhưng từ thời gian mà nói, hắn mỗi lần đều có thể lưu ra một đống lớn thời gian. Ồ, Lăng Hàn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn tiếp tục, nhưng lại không nhìn thấy có mảnh vỡ mới xuất hiện, hắn mới tỉnh ngộ, hóa ra hắn đã xông qua cửa ải thứ 6. Bên ngoài, 6 vầng sáng đồng thời sáng lên. Cửa ải thứ 6. Là ai? Con hắc mã kia còn theo được sao? Nhưng mọi người đợi một lúc, lại chậm chạp không có nhìn thấy 6 vầng sáng lần thứ 2 cùng phát. Ồ, làm sao chỉ có một người xông qua cửa ải thứ 6? Đúng đấy, Ngô Tử Hư hẳn không kém Nhật Dương Đan Sư bao nhiêu, sao sẽ chậm nhiều như vậy? Phi, Ngô Tử Hư còn lợi hại hơn Nhật Dương Đan Sư à? Trước tiên thông qua cửa ải thứ 6 nhất định là Ngô Tử Hư. Ha ha, ngươi không biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay sao? Vậy ngươi không biết sóng sau đè sóng trước sao? Rất nhiều người cãi cọ, có mấy người cho rằng thông qua cửa ải thứ 6 trước tiên chính là Ngô Tử Hư. Có chút thì cho rằng là Nhật Dương Đan Sư, rõ ràng không mắc mớ gì đến bọn họ, nhưng mỗi một người đều tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bọn họ vạn vạn sẽ không nghĩ tới, trước tiên xông qua cửa ải thứ 6 không phải Ngô Tử Hư, cũng không phải Nhật Dương Đan Sư, mà là một người bọn họ nghe đại danh đã lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không. Suy nghĩ, ai có thể tin tưởng một yêu nghiệt võ đạo lại còn có thể ở trên đan đạo có thành tựu như thế? Chờ đã, các ngươi có phát hiện hay không, tốc độ người này xông qua cửa ải thứ 6. So với những người khác còn nhanh hơn, có người đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ, hầu như là nghẹn ngào gào lên. Những người khác sững sờ, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi đều biến sắc. Kháo, là thật. Cảnh giới càng cao, đối với thời gian trôi qua liền càng mẫn cảm, cho dù lúc đó không có phát hiện, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, tất cả chi tiết đều có thể tái hiện. Trước Lâm Vĩnh Sương là hắc mã, cũng không có người quan tâm, bởi vậy xông qua 6 cửa ải dùng bao nhiêu thời gian liền không người nào có thể tính toán ra. Nhưng sau đó Tạ Nhạc Trương liền không giống, mọi người vẫn chăm chú nhìn hắn, thông qua 6 cửa ải tiêu tốn thời gian là 1 ngày 3 canh giờ. Nhưng mà, hiện tại người này chỉ dùng 10 canh giờ, chênh lệch lớn đến quả thực kinh người. Nhất định là Ngô Tử Hư, hắn là thiên tài đan đạo vô thượng mới sẽ có biểu hiện như vậy. Sai rồi, Nhật Dương Đan Sư không biết ở trên đan đạo đắm chìm bao nhiêu năm, luận kiến thức căn bản, hẳn không người nào có thể bằng, vì lẽ đó nhất định là lão nhân gia người. Cút, là Ngô Tử Hư, là Nhật Dương Đan Sư. Người của hai bên lại tranh giành, không chịu nhường ai. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2278, cửa ải thứ 8. Trong thế giới tinh thần, Lăng Hàn hơi nghỉ ngơi một chút, nghênh đón cửa ải thứ 7. Lần này, vẫn là một đống lớn mảnh vỡ thảo dược, mới nhìn đó là loại hình đồng nhất, nhưng cẩn thận tra xét, sẽ có thể phát hiện những mảnh vỡ này thuộc về 3 loại thảo dược không giống. Lăng Hàn trước tiên phân loại, sau đó ghép lại, gần giống cửa ải thứ 6, lại phục hồi như cũ. Rất nhanh 3 cây thảo dược hoàn chỉnh mà xuất hiện. Soạt,
ba cây thảo dược này ảm đạm, sau đó là một đống mảnh vỡ thảo dược xuất hiện, bốn loại mảnh vỡ thảo dược. Lăng Hàn xử lý từng cái, đến lần thứ 10, không chỉ xuất hiện thảo dược không giống, hơn nữa còn có thảo dược tương đồng, chỉ là niên đại có chút khác biệt, thậm chí chênh lệch cực kỳ nhỏ. Cái này gia tăng độ khó cho Lăng Hàn, để thời gian hắn hoàn thành trở nên càng ngày càng dài. Nhưng hắn tiêu tốn thời gian dài ra, kỳ thực thời gian hạn định cũng dài ra, bởi vậy, hắn vẫn chỉ dùng 2/3 hoặc 3/4 thời gian hạn định, có vẻ thành thạo điêu luyện. Sau một ngày, Lăng Hàn rốt cục xông qua cửa ải thứ 7, ở bên ngoài gây nên náo động mãnh liệt. Có người xông qua cửa ải thứ 7. Trời ạ, khoảng cách hắn xông qua cửa ải thứ 6 vẻn vẹn chỉ qua một ngày. Thiên tài lúc trước thông qua, người nào không dùng một ngày rưỡi trở lên. So với người khác dẫn trước dòng dã nửa ngày, quả thực là quái vật. Nhất định là Ngô Tử Hư, thiên tài đan đạo này là kỷ nguyên khó gặp. Không, là Nhật Dương đan sư, tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu điểm vẫn ở trên người Nhật Dương đan sư cùng Ngô Tử Hư, đây là ứng cử viên mọi người cho rằng khả năng nhất. Các ngươi có nghĩ tới không, mấy canh giờ trước sau có hai người xông qua cửa ải thứ 6, vậy ý nghĩa, lần này tuyệt đối lại xuất hiện một con hắc mã, có thể sánh vai Ngô Tử Hư hoặc Nhật Dương đan sư. Có người đưa ra một quan điểm khác, có khả năng người phá vỡ kỷ lục này kỳ thực là con hắc mã kia hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường một mảnh vắng lặng, nhưng chỉ một lúc, nhất thời tiếng cười lớn vang lên, mỗi người hầu như đều cười bể bụng. Sao lại có thể như thế? Ngay cả người đưa ra độ khả thi kia cũng lộ ra nụ cười lúng túng, cho là mình thần kinh. Ta muốn biết chính là Ngô Tử Hư hoặc Nhật Dương đan sư có khả năng xông qua cửa ải thứ 8 hay không? Cửa ải thứ 8? Đây không thể. Nhìn trên bảng xếp hạng dược đạo thạch, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, trong 10 người nhận biết linh dược mạnh nhất, cũng chỉ có 7 người thông qua cửa ải thứ 8. Phải, muốn thông qua cửa ải thứ 8 hầu như là chuyện không thể nào, nếu không thì, người này nhất định là đan sư mạnh nhất kỷ nguyên này. Không không không, năng lực nhận biết linh dược mạnh cũng không có nghĩa là năng lực luyện đan mạnh, đây là hai chuyện khác nhau. Chỉ có thể nói, người có năng lực luyện đan mạnh, ở phương diện nhận biết linh dược liệu cũng nhất định sẽ không yếu. Câu nói sau cùng thắng được cộng hưởng, tất cả mọi người gật đầu, xác thực, nhận biết linh dược cùng luyện đan là hai việc khác nhau. Chỉ là đan đạo đại sư cơ bản đều là cao thủ nhận biết linh dược, đây là năng lực nhất định phải có. Ở mọi người cực kỳ chờ mong, hiếu kỳ, Lăng Hàn bắt đầu sát hạch cửa ải thứ 8. Lần này hắn muốn đối mặt là dược thảo biến dị. Hoàn cảnh thiên địa đột biến, tạo thành thuộc tính vốn có phát sinh biến hóa, thậm chí hình dạng, màu sắc, mà ở dược lý cũng sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn. Dược đạo thạch đưa ra tình huống hoàn cảnh biến hóa, để Lăng Hàn đến suy đoán dược thảo sẽ phát sinh biến dị thế nào, lại nên vận dụng làm gì. Vậy thì không phải học bằng cách nhớ đồ vật, cần đan sư vận dụng kiến thức căn bản mình nắm giữ, sau đó đi mô phỏng, thôi diễn. Tiêu hao thời gian không chỉ dài đến kinh người, hơn nữa bất luận một điểm sai lệch nào cũng sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, tốc độ của Lăng Hàn cũng chậm lại, nhưng hai mắt của hắn sáng quắc, bởi vì hắn có luân hồi thụ, sự tình làm được nhiều nhất chính là thôi diễn, đây là tư bản của hắn. Thời gian lặng yên trôi qua, chớp mắt một cái đã sắp tới 3 ngày. Trên dược đạo thạch đột nhiên có 7 vầng sáng đồng thời phát sáng, sau đó ảm đạm đi vẻn vẹn. Một hồi, lại 7 vầng sáng đồng thời phát sáng. Trời ạ, lần này lại có 3 người đều xông qua cửa ải thứ 7. Quá kinh người. Hắc mã này là ai? Tuy không thể so với Ngô Tử Hư hoặc Nhật Dương đan sư, nhưng làm đến mức độ như vậy cũng đã rất lợi hại. Đoàn người xôi trào, hơn nữa đến một bước này, đáp án cuối cùng cũng sắp công bố, sợ là không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy chân tướng mà bọn họ khổ sở suy nghĩ, tranh luận kịch liệt. Đúng lúc này, dược đạo thạch phát sáng, 8 vầng sáng, đệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị chấn đến hai mắt đăm đăm, suýt chút nữa chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Trời ạ, cửa ải thứ 8, có người qua cửa ải thứ 8. Bao nhiêu năm, gần như một kỷ nguyên đi, cũng có thể dài hơn, lâu đến mọi người suýt chút nữa thì cho rằng dược đạo thạch chỉ có 7 cửa ải. Đột nhiên có một thiên tài nhảy ra ngoài,
nói cho bọn họ biết kỳ thực còn có cửa ải thứ 8, tuyệt đối là trấn thước cổ kim. Coi như hắn luyện đan ngớ ngẩn, nhưng chỉ nhìn hắn nhận biết linh dược xông qua cửa ải thứ 8, bảo đảm cổ đan tháp cũng đặc cách thu nhận hắn. Một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù nói năng lực nhận biết linh dược mạnh cũng không có nghĩa là tiêu chuẩn luyện đan nhất định cao, nhưng nhìn dược đạo thạch, từ cổ chí kim cũng chỉ có 7 người xông qua cửa ải thứ 8, như thế vẫn chưa đủ sao. Loại danh nhân vĩnh viễn lưu truyền sử sanh này nếu không chiêu vào cổ đan tháp, chẳng phải là để đan sư trong thiên hạ cười chết. Ngô Tử Hư thực quá mạnh mẽ. Không, là Nhật Dương đan sư, tuyệt đối là Nhật Dương đan sư. Sau yên lặng ngắn ngủi, hiện trường tiến vào trạng thái hỗn loạn, tất cả mọi người xôi trào, kích động hô tên của Ngô Tử Hư hoặc Nhật Dương đan sư. Đúng lúc này, chỉ thấy Nhật Dương đan sư đột nhiên thu tay về, đứng lên. Là Nhật Dương đan sư, có một bộ phận người nhất thời kích động đến tê cả da. Đầu, tuy cùng bọn hắn không có chút quan hệ, nhưng nhìn thấy người mình giúp đỡ thắng được, vẫn để cho bọn họ hưng phấn không tên, nhảy nhót tưng bừng. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2279, đến cùng là ai? Người ủng hộ Ngô Tử Hư cúi đầu ủ rũ, thật giống như gà trống bại trận. Nhật Dương đan sư mặt đầy ngạo nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lần này thành tích xuất sắc hơn tưởng tượng của hắn. Thời gian thông qua cửa ải thứ 7 so với trước đây tăng lên gần như nửa canh giờ. Một tên học đồ của cổ đan tháp chạy tới, hắn hiển nhiên cũng nhìn người mà đổi nết. Trước thời điểm đăng ký thành tích cho người khác là một bộ không thèm để ý, nhưng hiện tại đầy mặt đều là nụ cười, có vẻ cực kỳ nịnh nọt. Đây là đương nhiên, Nhật Dương đan sư có khả năng rất lớn gia nhập cổ đan tháp mà một khi tiến vào. Vậy dĩ nhiên cũng là thân phận đan sư, so với học đồ như hắn không biết cao quý hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy, hắn đương nhiên phải thả thái độ đến mức thấp nhất. Lại nói, coi như lần này Nhật Dương đan sư không tiến vào được cổ đan tháp, vậy còn có lần sau à? Chỉ cần đối phương bước vào đan sư tứ tinh thì nhất định có thể tiến vào cổ đan tháp. Chúc mừng Nhật Dương đại sư, tên học đồ này nói. Ta đối chiếu thành tích cho ngài. Ừm, Nhật Dương đại sư gật gật đầu. Lão gia ngài thông qua 7 cửa ải, tốn thời gian là 2 ngày lại 11 canh giờ. Tên học đồ này nói. Cái gì? Thông qua 7 cửa ải. Đoàn người nhất thời ồ lên, nói như vậy, người thông qua cửa ải thứ 8 không phải Nhật Dương đan sư. Nghe đoàn người ầm ĩ như vậy, Nhật Dương đan sư lộ ra vẻ không vui, xem nói cái gì đó, cãi nhau, còn thể thống gì. Tuy hắn rất trâu bò, nhưng các ngươi cũng không cần hô to gọi nhỏ như vậy chứ. Nhất định là Ngô Tử Hư. Trời ạ, Ngô Tử Hư xông qua cửa ải thứ 8, một cái mạnh nhất kỷ nguyên. Cũng không thể nói như vậy, rất nhiều ngũ tinh đại sư khi còn trẻ tuy không thể lưu danh ở trên dược đạo thạch, nhưng hiện tại khẳng định có thực lực như vậy, chỉ là người ta xem thường như vậy. Vậy cũng không thể phủ nhận Ngô Tử Hư nghịch thiên. Nhật Dương đan sư nhất thời biến sắc, cái gì, Ngô Tử Hư thông qua cửa ải thứ 8, làm sao có khả năng? Hắn tự nhiên cũng đã nếm thử cửa ải thứ 8, nhưng bắt đầu không bao lâu liền thất bại, mới bị đuổi ra thế giới tinh thần. Giả, nhất định là giả, chỉ là một tên hậu bối làm sao có khả năng vượt qua mình, thậm chí đạt đến độ cao mà vô số tiền nhân cũng chỉ có thể ngước nhìn. Cửa ải thứ 8A, có thể lưu danh sử sách. Lão giả cảm giác như ăn một vạn con ruồi, toàn bộ thế giới cũng không yêu. Một lúc sau, hai mắt của Ngô Tử Hư vừa mở, thu tay về, sau đó đứng lên. Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư, Ngô Tử Hư. Người ủng hộ hắn đều phất cờ hò reo, kích động đến không muốn không được. Trước bọn họ đều suy sụp, ai có thể nghĩ tới tình thế sẽ xoay chuyển, hóa ra Ngô Tử Hư mới thật sự là châu bò. Ánh mắt của bọn họ quá tốt rồi, đương nhiên phải lớn tiếng kêu gọi một hồi, cái này kỳ thực cũng là ca ngợi mình. Ngô Tử Hư có chút không hiểu ra sao, hắn biết mình rất có uy vọng, được khen là người thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ đan đạo. Ặc, một trong đi, dù sao thiên tài vẫn rất nhiều, Tây Tiên vực lại quá to lớn, không thể hội tụ hết thảy thiên tài lại đây. Nhưng các ngươi cần điên cuồng đến mức như thế sao, ta cũng chỉ xông qua cửa ải thứ 7, ha ha, tuy đây quả thật là rất châu bò.
chúc mừng Ngô Thiếu đánh vỡ lịch sử, trở thành thiên tài mạnh nhất một kỷ nguyên. Ngô Thiếu, ta muốn đi theo ngươi. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Có người chúc mừng Ngô Tử Hư, cũng có người biểu đạt trung tâm, theo. Chủ nhân như vậy, trên mặt hết sức vinh dự. Cái gì? Ngô Tử Hư chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, sau khi tiến vào thế giới tinh thần, cơ thể của hắn chỉ là một bộ xác không. Không nghe được, không nhìn thấy, bởi vậy hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra lúc trước. Thiên tài mạnh nhất một kỷ nguyên. Tuy hắn cũng thầm cho là như vậy, nhưng chuyện này sao dám nói sao, dù sao hắn vẫn không có đạt tới thành tựu làm cho người tin phục, nào xứng đáng hai chữ mạnh nhất. Đùng đùng đùng, tên học đồ của cổ đan tháp kia lại đi chậm chậm lại đây, tương tự đầy mặt đều là vẻ nịnh nọt, hơn nữa càng nồng. Hết cách rồi, Ngô Tử Hư quá trẻ tuổi. Đồng dạng trở thành đan sư tam tinh, trình độ tứ luyện, nhưng khẳng định càng sớm đạt đến tiềm lực càng lớn, thậm chí có thể trở thành ngũ tinh đại sư cũng không nhất định. Thiên kiêu như vậy sao có thể đắc tội, nhất định phải tận tâm lấy lòng. Chúc mừng Ngô Thiếu. Trên mặt tên học đồ kia đều muốn cười ra hoa. Ta đối chiếu thành tích cho ngài. Ngô Tử Hư giống như Nhật Dương đại sư, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng. Đùng đùng đùng, chỉ thấy Nhật Dương đại sư đi tới nói, thực sự là sóng sau đè sóng trước, ở trước mặt ngươi, ta cũng không khỏi không phục, già rồi. Hắn cắt ngang như thế, tên học đồ kia lập tức ngậm miệng lại, nào dám đánh gãy. Ngô Tử Hư càng thêm không hiểu ra sao, tuy hắn xác thực không có để Nhật Dương đan sư ở trong mắt, cho rằng đối phương đã sớm là hoa vàng ngày mai, chỉ có thể trở thành đá đạp chân để hắn vượt qua, nhưng hắn thật giống như không có làm được gì à. Quái lạ, ngươi là cố ý đến chào phúng ta sao? Không đúng, cái biểu cảm trên mặt này không giống, hồn bay phách lạc, một bộ dáng dấp bị đả kích. Lẽ nào lão giả này chỉ xông qua 6 cửa ải? Thật phế, quá yếu. Hắn lộ ra vẻ khinh bỉ, phát lên một luồng ngạo mạn cảm thấy xấu hổ. Ngô Tử Hư tạm thời không nói lời nào, học đồ kia rốt cuộc. Tìm được cơ hội nói, Ngô Thiếu, thành tích của ngài là 7 cửa ải, sử dụng thời gian 2 ngày 11 canh giờ. Phốc. Nhất thời, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, ngay cả Nhật Dương đan sư cũng lập tức ngây người, háo. Cái tình huống này thế nào? Không phải Ngô Tử Hư, cũng không phải Nhật Dương đan sư, vậy là ai? Hắc mã, tuyệt đối là đại hắc mã siêu cấp thuần chủng. Đến cùng là ai? Ta hiếu kỳ chết mất. Nhanh vạch trần chân tướng đi. Phải, cũng đã vượt qua cửa ải thứ 8, làm sao vẫn không có đứng lên? Nghe được mọi người oán giận cùng kinh ngạc thốt lên, Ngô Tử Hư chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, suýt chút nữa hôn mê. Cái gì? Lại có người xông qua cửa ải thứ 8. Chẳng trách Nhật Dương đan sư chúc mừng mình, hóa ra đối phương tưởng mình thông qua cửa ải thứ 8. Trời đất chứng giám, nếu như hắn có thể thông qua cửa ải thứ 8, lúc này tất nhiên hung hăng đến đuôi vểnh lên trời. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2280 là hắn, Lăng Hàn. Thật có người có thể xông qua cửa ải thứ 8 sao? Hắn không phải là không có nếm thử, nhưng rất nhanh liền thất bại, cũng làm cho hắn cảm thấy cửa ải thứ 8 quả thực không phải người có thể thông qua. Chí ít hiện tại hắn không được, có thể sau khi đạt đến tứ tinh, hắn có thể làm được. Ai? Đến tột cùng là ai? Lúc này, thân thể của Lăng Hàn khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Lăng Hàn không có lập tức đứng lên là bởi vì sau khi qua cửa ải thứ 8, trong thế giới tinh thần đột nhiên bắt đầu biến hóa rất lớn. Ở trước mặt của hắn xuất hiện từng đan phương, đều là từ trước tới nay hắn chưa từng học qua, để hắn thấy hàng liền sáng mắt, không nhịn được ghi lại từng cái, khắc vào trong ký ức. Vì lẽ đó, hắn bỏ ra một chút thời gian. Lưu danh, có thể lạc ấn xuống, thiên cổ bất diệt. Trong thế giới tinh thần, thanh âm lạnh như băng kia nói. Có thể xếp hạng thứ mấy? Lăng Hàn hỏi. Thứ ba. Âm thanh này hồi đáp. Mới thứ ba. Lăng Hàn lắc đầu một cái, vậy coi như thôi. Hắn mới không cần tên của hai người đè lên mình, còn dài dằng dẵng. Nhưng hắn lại không biết, hai người xếp hạng trước mặt hắn không phải là thời điểm ở đan sư tam tinh nhận biết linh dược, mà là khi sắp đột phá ngũ tinh,
Ở đây Phúc tra năng lực nhận biết linh dược của mình mới đè ép hắn một đầu. Nếu như thời điểm Lăng Hàn đến tứ tinh đại sư trở lại tiến hành sát hạch nhận biết linh dược, vậy hắn thông qua cửa ải thứ 8 cần thời gian nhất định có thể giảm thiểu rất nhiều, xung kích thứ nhất cũng rất dễ dàng. Hết cách rồi, ở trên đan đạo hắn mới là đế vương tuyệt không có đối thủ. Sau khi nói ra chữ thôi, Lăng Hàn liền bị đá ra thế giới tinh thần, vì lẽ đó, hắn mở hai mắt ra, đứng thẳng người lên. Không có ai nhìn nhiều hắn, bởi vì ai cũng không cho là hắn xông qua cửa ải thứ 8. Không phải sao? Nếu như tên thiên tài này kết thúc sát hạch, vậy trên dược đạo thạch sẽ cho thấy tên của hắn, hoặc là danh hiệu, phong hào, không lưu danh. Tại sao? Ai cũng không nghĩ ra có khả năng làm như thế. Đây chính là thiên cổ lưu danh, giai thoại lan truyền vạn năm A. Ngay cả Nhật Dương Đan Sư cùng Ngô Tử Hư cũng đang ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bọn họ bức thiết muốn biết, người vượt qua mình, thậm chí ở trong một kỷ nguyên cũng có thể xưng là tối cường đến cùng là ai. Lúc này, tên học đồ kia lại tới. Hắn hùng hục chạy về phía Lăng Hàn, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ, giữ chức học đồ của Cổ Đan Thành. Hắn so với người khác nắm giữ càng nhiều tin tức, nói thí dụ như hắn thông qua liên tiếp thạch đặc biệt, nhìn thấy thành tích của Lăng Hàn. Cửa ải thứ 8. Trời ạ, nếu tin tức này truyền quay lại Cổ Đan Tháp, nói không chắc những trưởng lão kia cũng sẽ đích thân chạy tới, cướp thu Lăng Hàn, làm đồ đệ. Nếu như có người tinh tế, liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn lúc này khiếp sợ, kính nể, lấy lòng cùng nhiều loại tâm tình giao hòa vào nhau, sau đó liền có thể đoán ra một chút. Đáng tiếc, hiện tại mọi người đều hiếu kỳ con siêu cấp hắc mã này là ai, nào có tâm tình chú ý một đan đạo học đồ nho nhỏ như vậy. Lăng thiếu, tên học đồ kia cung kính kêu lên, ở trên liên tiếp thạch có thông tin báo danh của Lăng Hàn. Hiện tại hắn là lần thứ hai xác nhận, trước sau hai cái Lăng Hàn là cùng một người, không thể bị vàng thau lẫn lộn. Tiểu nhân đối chiếu thành tích cho ngài, hắn dùng giọng cẩn thận nói. Ồ, người bên cạnh nghe được, đều không kỳ quái. Tên học đồ này không phải vẫn rất cao ngạo sao, ngoại trừ mấy người thông qua cửa thứ 7, còn chưa từng thấy hắn khách khí như thế, hiện tại là chuyện gì xảy ra, thật giống như hận không thể muốn liếm quỷ. Hẳn là đệ tử của vị đan đạo đại sư nào a? Nói không chắc là người của Cổ Đan Tháp, cố ý chạy tới tinh tướng. Mẹ kiếp, ta ghét nhất loại người như thế. Tất cả mọi người dồn dập biểu đạt xem thường với Lăng Hàn, nhị thế tổ tinh tướng khiến người ta muốn đánh. Được, Lăng Hàn rất tùy ý gật đầu. Thành tích của ngài là thông qua cửa ải thứ 8, thời gian là... Giao, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất thời nhấn chìm lời còn lại của tên học đồ kia. Cửa ải thứ 8, yêu nghiệt thông qua cửa ải thứ 8 lại là hắn. Trời ạ! Mấy người lúc trước chào phúng Lăng Hàn hận không thể ở trên đất có cái động để bọn họ chui vào. Coi như Lăng Hàn thật là thế tổ nhất tinh tướng nhị, vậy cái này cũng ngụy trang đến mức kinh thiên động địa, khiến người ta chỉ có phần bái phục. Ồ, người này còn giống như khá quen. Lăng thiếu. Lăng thiếu. Lăng Hàn. Đúng, hắn chính là Lăng Hàn. Cái gì Lăng Hàn? Ha ha, các ngươi sẽ không phải nói, Lăng Hàn này chính là Lăng Hàn giết đám người Thiên Thanh Nguyệt kia chứ. Đùa gì? Thế, bọn họ nhất định là trùng tên trùng họ. Đúng, nhất định trùng tên trùng họ. Có người nói, Lăng Hàn kia chỉ có tu vi dương hồn, nhưng có thể giết siêu cấp đế giả thiên hồn, thiên phú võ đạo quả thực nghịch loạn kim cổ. Người như vậy làm sao còn có thể là yêu nghiệt đan đạo? Đúng, hơn nữa có người nói Lăng Hàn kia thân hình như đá, rõ ràng không đúng a. Phốc, Lăng Hàn suýt chút nữa phun ra ngoài. Làm sao lại còn nói đến chuyện này, áo, là ai đồn ra, đứng ra xem hắn không đánh chết mới lạ. Có điều, hắn thật giống như cũng là dương hồn. Hơn nữa dung mạo rất giống, lại gọi Lăng Hàn. Ý, tha một vòng trở lại, tất cả mọi người hít khí lạnh, càng ngày càng tin tưởng độ khả thi kia. Hai Lăng Hàn chính là một người. Sau đó, bọn họ bắt đầu kinh ngạc thốt lên, ôm đầu, cảm giác nhân sinh trong nháy mắt đổ nát. Trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Đối chiếu xong chưa? Lăng Hàn hỏi tên học đồ kia. Vâng, vâng. Học đồ kia vội vàng gật đầu, hận không thể hiến đầu gối cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nở nụ cười, vậy ta đi à? Tiểu nhân tiễn Lăng thiếu. Học đồ kia cũng mặc kệ có người vừa vặn kết thúc sát hạch, ở trước mặt Lăng Hàn, tất cả người khác đều không trọng yếu.
Lăng Hàn xoay người, nghênh ngang rời đi. Chậm. Chỉ là hắn mới đi mấy bước liền bị người ngăn lại. Là Ngô Tử Hư. Lăng Hàn đúng không? Ngô Tử Hư đầy mặt không phục. Ta là Ngô Tử Hư. Ta thừa nhận, ngươi ở trên năng lực nhận biết linh dược mạnh hơn ta. Cái này không phải phí lời sao? Ngươi xem một chút trong lịch sử có mấy người thông qua cửa ải thứ 8. Chỉ ít ở đan sư tam tinh trở xuống, có thể thông qua cửa ải thứ 8 chỉ có 7 người, hiện tại thêm vào Lăng Hàn là 8 người. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2281, uy hiếp. Cần muốn ngươi thừa nhận, có điều, đan sư mạnh yếu chung quy còn là thực lực luyện đan, ở trong hai vòng sát hạch sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ngô Tử Hư như chặt đinh chém sắt nói. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, ở trên đan đạo, đối thủ của hắn xưa nay chỉ có chính hắn, chỉ cần vượt qua mình, vậy căn bản không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Không giống võ đạo, còn có loại yêu nghiệt như Kỷ Vô Danh. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngô Tử Hư bỏ xuống câu nói này, liền rời đi trước. Cướp ở trước mặt Lăng Hàn, tựa hồ cũng là một loại thị uy, ta chính là muốn ở phía trước của ngươi. Có điều, hắn kết thúc sát hạch nhận biết linh dược, kỳ thực cũng có thể rời đi, chỉ là thân phận của hắn tương đối cao. Vì lẽ đó tạm thời mới không có ai đi đuổi hắn, nhưng thời gian dài, vậy quản ngươi là ai, như thường phải rời đi. Lăng Hàn bật cười, thật là một người trẻ tuổi, mới sẽ kích động như vậy. Nhật Dương đan sư cũng đi tới, nhưng chỉ nhìn Lăng Hàn, không nói lời nào. Lão gia tử, ngươi cũng kìm nén một bụng sức lực, dự định ở luyện đan đánh bại ta sao? Lăng Hàn cười nói. Tuy khiêu chiến thanh niên như ngươi có chút không hợp, nhưng dính đến danh dự cùng tôn nghiêm của ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đánh bại ngươi. Nhật Dương đan sư nói. Hắn là lão đan sư chân chính, hơn nữa đã sớm chạm tới ngưỡng cửa tứ tinh, nhưng dù sao vẫn kém tí tẹo như vậy, không cách nào nhảy tới, có thể Lăng Hàn chính là thời cơ để hắn vượt qua mình. Nhật Dương đan sư cũng nhanh chân đi ra ngoài. Lời đã thả, nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, vậy liền sau 7 ngày nhìn rõ ràng đi. Vòng thứ nhất sát hạch, nhận biết linh dược, vòng thứ hai chính là luyện đan, vòng thứ ba là luyện linh, thành tích 3 lần cộng lại, tổng điểm thứ nhất chính là quán quân trong đan đạo tỷ thí lần này. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nhưng chỉ một lúc sau, người tìm hiểu như mây, có mấy người là, đến tìm ngọn nguồn, Lăng Hàn có lai lịch gì, nếu như có bối cảnh mạnh mẽ, vậy liền giao hảo, nếu như không có, vậy liền nghĩ biện pháp mời chào. Có mấy người thuần túy là hiếu kỳ, muốn biết yêu nghiệt như vậy đến cùng hình dạng ra sao. Có điều, bởi vì Lăng Hàn còn từng giết đám người Thiên Thanh Nguyệt, làm cho rất nhiều thế lực dẫm chân tại chỗ, sợ đắc tội những thế lực tiên vương mạnh mẽ kia. Lăng Hàn chẳng muốn ứng phó, để Phó Nhạc đi toàn quyền phụ trách. Cái tên này đúng là trời sinh thích hợp làm thuyết khách, cầm chân tăng giá, để người ta nịnh hót, cẩn thận kết giao. Sát hạch nhận biết linh dược vẫn còn tiếp tục, 2 ngày sau, thành tích của một thiên tài đan đạo khác cũng đi ra. Phan Lạc Linh, cửa ải thứ 7. Có điều, kế tiếp sẽ không còn hắc mã nhô ra, hơn nữa dưới ánh sáng của Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Sương đã ảm đạm phai mờ, hầu như không có ai nhắc lại hắn. Sau một ngày, có người đến bái phỏng. Người muốn gặp Lăng Hàn đương nhiên mỗi ngày đều có, nhưng ngày hôm nay mấy khách nhân này để Phó Nhạc không dám khước từ. Lăng Hàn, hắn đẩy cửa mà vào, phía sau theo 3 người trẻ tuổi, phân biệt 2 nam 1 nữ. Nam đều anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, tỏa ra anh khí bừng bừng. Lăng Hàn nhận ra một người trong đó, Lâm Vĩnh Sương. Vị này chính là Nguyên Đồng Quang Nguyên Thiếu. Phó Nhạc giới thiệu, trên mặt có vẻ kính sợ. Lão tổ tông của Nguyên Thiếu chính là trưởng lão của Cổ Đan Tháp. Ngũ tinh đại sư, kia là đan đạo đỉnh cao. Tuy Phó Nhạc cũng có một gia gia là đan sư tứ tinh, nhưng ở trước mặt Nguyên Đồng Quang là căn bản không thẳng nổi sống lưng. Tứ tinh đại sư so với ngũ tinh, kia chính là thăng nguyên cùng tiên vương, kém quá nhiều quá nhiều. Vị này chính là Lâm Vĩnh Sương Lâm Thiếu, vị này là Phan Lạc Linh Phan Tiên Tử. Phó Nhạc tiếp tục nói, phân biệt chỉ vào nam nữ còn lại kia. Mặc dù Lăng Hàn có chút bất mãn, nhưng cũng không trách Phó Nhạc. Ở trước mặt,
của Nguyên Đồng Quang, Phó Nhạc xác thực rất khó nói không, bất kể là Cổ Đan Tháp hay Ngũ Tinh Đại Sư đều ép Phó Nhạc tới gắt gao, không cho phép hắn từ chối. Tại Hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn quyết định cho Phó Nhạc một bộ mặt. Nhất thời, Phó Nhạc thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn một mình mang người tới, còn sợ Lăng Hàn tức giận, trực tiếp phất tay áo đuổi người, vậy hắn liền thực sự là hai bên khó làm. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trên mặt của Nguyên Đồng Quang có một tia ngạo mạn, câu nói này là nói với Phó Nhạc. Ồ, coi mình thành chủ nhân sao? Phó Nhạc lộ ra vẻ giận dữ, muốn nổi giận, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, xoay người ra gian phòng, cũng đóng cửa lại. Nguyên Đồng Quang giễu cợt một tiếng, Phó Nhạc biểu hiện ở trong mắt hắn là không thể bình thường hơn được, ai dám làm trái truyền nhân của Cổ Đan Tháp như hắn. Lăng Hàn không có lên tiếng, nếu như Phó Nhạc sẵn lòng phản kháng, hắn sẽ sẵn lòng nâng đỡ, nhưng Phó Nhạc muốn nuốt giận vào bụng, vậy hắn cũng lười ra mặt. Lăng Hàn, Nguyên Đồng Quang nhìn Lăng Hàn, khóe mắt hơi nhíu, lấy thái độ bề trên nhìn xuống Lăng Hàn. Ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt, xét thấy ngươi ở trên nhận biết linh dược biểu hiện bất phàm, ta có thể trong âm thầm mang ngươi về Cổ Đan Tháp, dẫn tiến ngươi vào môn hạ tổ tiên của ta. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyên Đồng Quang, trong lòng không phản đối. Chuyện cười, chỉ lấy năng lực nhận biết linh dược của hắn liền hoàn toàn có tư cách tiến vào Cổ Đan Tháp, cần ngươi dẫn tiến sao? Còn một bộ là ta đề bạt ngươi, tư thái cao như vậy, đây là cảm giác ưu việt từ đâu tới? Nguyên Đồng Quang không để ý Lăng Hàn là nghĩ như thế nào, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần hắn đưa ra cành ô liu, người nào có thể từ chối hấp dẫn tiến vào Cổ Đan Tháp. Tỷ thí kế tiếp ngươi liền không cần tham gia. Nguyên Đồng Quang tiếp tục nói. Trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Không để cho mình dự thi. Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, ta dự thi hay không, thật giống như không cần ngươi nhọc lòng phí công. Vẻ mặt của Nguyên Đồng Quang lập tức trở nên âm trầm, trợn mắt nhìn Lăng Hàn, ngươi dám từ chối hảo ý của ta. Không nhìn ra nơi nào tốt a. Lăng Hàn nhìn lại đối phương. Nguyên Đồng Quang muốn tức giận, nhưng lại nhịn xuống. Lăng Hàn, chớ cho rằng ngươi ở trên nhận biết linh dược có chút thiên phú là có thể coi trời bằng vùng. Phải biết, chỉ cần ta nói một câu, coi như ngươi tiến vào Cổ Đan Tháp cũng phải quỳ làm người. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2282, bồi thường tiền thượng. Lăng Hàn lại há có thể tiếp thu uy hiếp như vậy, hơn nữa càng có người muốn uy hiếp hắn. Tính cách của hắn lại càng muốn đối nghịch, lúc này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói, há, ngươi muốn làm sao đối phó ta? Lăng Hàn, tại sao không chấp nhận khuyên bảo? Phan Lạc Linh mở miệng, ngữ khí rất nhu hòa, nhưng lời nói ra liền không khiến người ta thích nghe. Nguyên thiếu chính là hậu duệ của trưởng lão Cổ Đan Tháp, nói thiếu chủ cũng không quá đáng, ngươi cùng chủ là địch, không phải tự rước lấy nhục là cái gì. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có chút bừng tỉnh, cái tên này là vì ngươi à. Sớm nghe Phó Nhạc nói, Phan Lạc Linh lắp lên Nguyên Đồng Quang, đã nội định ba tiêu chuẩn, nhưng từ hiện tại đến xem, dã tâm của đối phương không chỉ như vậy, mà là nhằm vào thứ nhất. Bởi vậy, khuyên lùi kình địch như Lăng Hàn, tự mình từ bỏ thi đấu, Phan Lạc Linh tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Không biết ngươi đang nói cái gì? Phan Lạc Linh lập tức xương lạnh đầy mặt. Chỉ có một cơ hội, bằng không, ta để ngươi ngay cả Cổ Đan Tháp cũng tiến vào không được. Nguyên Đồng Quang uy nghiêm đáng sợ nói. Lăng Hàn cười ha ha, nếu như Cổ Đan Tháp có thể bị loại bỏ. Đi như ngươi một tay che trời, loại địa phương chó má kia ta đi tới làm gì, tự tìm khổ ăn sao? Đến, có chiêu gì đều phóng ngựa lại đây, ta tiếp. Ngươi thực sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nguyên Đồng Quang vỗ bàn một cái, đùng, mặc dù cái bàn này là dùng tài liệu tốt làm thành, nhưng hắn là cao thủ âm hồn, làm sao có khả năng chịu đựng được, nhất thời liền tan vỡ. Sớm nói, không cần phiền toái như vậy, ta đến đánh bại hắn là tốt rồi. Lâm Vĩnh Sương đột nhiên mở miệng. Nguyên Đồng Quang liếc mắt nhìn hắn nói, nhưng mà ta nghĩ để Lạc Linh thành thứ nhất. Ta và ngươi cùng một chỗ mở miệng, lẽ nào người khác dám đối nghịch? Lâm Vĩnh Sương cực kỳ khinh thường nói. Lăng Hàn kinh ngạc,
Nghe khẩu khí của Lâm Vĩnh Sương này tựa hồ địa vị bản thân không thua Nguyên Đồng Quang a. Đúng rồi, tên này tất nhiên cũng xuất từ Cổ Đan Tháp. Chính là tinh tướng trong truyền thuyết, cố ý ẩn giấu thân phận, nhưng bất luận là thực lực hay thân phận đều cao đến đáng sợ. Được rồi. Nguyên Đồng Quang gật gù, Lâm Vĩnh Sương chính là đời sau của một trưởng lão khác trong Cổ Đan Tháp, hơn nữa còn là con trai độc nhất. Do địa vị còn vượt qua hắn quá nhiều, hơn nữa bản thân là thiên tài đan đạo, hắn nhất định phải nể tình. Lăng Hàn, lại qua 4 ngày, ngươi sẽ ở dưới con mắt mọi người bị ta đánh cho thất bại thảm hại. Lâm Vĩnh Sương ngạo nhiên nói, càng có một loại không phục, ở phương diện nhận biết linh dược hắn lại thua Lăng Hàn, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Đi, ba người này muốn rời khỏi. Chậm, Lăng Hàn mở miệng. Khóe miệng của Nguyên Đồng Quang lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhìn, sợ chưa, muốn mở miệng xin tha. Có điều, hắn cũng không có lập tức xoay người, muốn kéo khẩu vị của Lăng Hàn một hồi, ai bảo tiểu tử này trước lại dám từ chối đề nghị của mình. Bồi thường tiền, âm thanh của Lăng Hàn từ phía sau truyền tới. Ta đệt, Nguyên Đồng Quang nhất thời quẹo thân, mặt hướng Lăng Hàn, trong ánh mắt muốn nhảy ra lửa. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lăng Hàn không nói gì, chỉ cái bàn. Hiện tại đã thành một đống mảnh vỡ, mà kẻ cầm đầu chính là Nguyên Đồng Quang. Biểu cảm trên mặt Nguyên Đồng Quang cực kỳ đặc sắc, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn lại sẽ bởi vì một cái bàn mà muốn hắn bồi tiền. Hắn là Cổ Đan Tháp đi ra, có một lão tổ tông ngũ tinh đan sư, quyền thế có thể nói là ngập trời. Đừng nói chỉ đập nát một cái bàn, ngay cả đập Bách Long Thành thì đã có sao, ai dám tìm hắn gây sự. Hắn cảm giác chịu đến nhục nhã rất lớn, lẽ nào mặt mũi, thân phận của hắn ngay cả một cái bàn cũng không bằng. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn đỏ cả mặt, phẫn nộ đến muốn giết người. Không có tiền. Lăng Hàn cười cợt. Không tiền cũng chỉ có thể bắt ngươi lại, mỗi ngày làm cu li đến bồi thường. Nguyên thiếu, không cần để ý đến hắn. Phan Lạc Linh lập tức nói. Hắn căn bản không thể so với ngươi, tính toán với hắn chỉ là tự hạ thân phận. Không sai. Nguyên Đồng Quang gật gù, đúng vậy, hắn làm sao có thể tự hạ thân phận, đánh với một nhà quê. Đi. Ba người lần thứ hai cất bước, nhưng lúc này Lăng Hàn liền không phải lên tiếng đơn giản như vậy, hắn trực tiếp ra tay, tóm tới cái cổ của Nguyên Đồng Quang. Lớn mật, ba người Nguyên Đồng Quang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập ra tay đánh tới Lăng Hàn. Ba người đều là âm hồn cảnh, mà Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương càng là hoàng giả. Mặc dù Nguyên Đồng Quang là nhị thế tổ, nhưng cũng là vương giả, bởi vậy ba người liên thủ uy lực tự nhiên không giống người thường. Dương hồn nho nhỏ, bọn họ tùy tiện người nào cũng có thể ung dung trấn áp. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Lăng Hàn, không chỉ là đế giả, hơn nữa còn là siêu cấp đế giả. Oành! Lăng Hàn chỉ dung nguyên lực lên, quy tắc phát uy, oành oành oành, Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương liền bị trấn bay ra ngoài. Mà Nguyên Đồng Quang thì bị Lăng Hàn sách cổ nâng lên. Ở trước mặt hắn, không có sức chiến đấu cấp bậc thiên hồn đỉnh cao, căn bản không đỡ nổi một đòn. Xem ra lỗ tai của ngươi có vấn đề, nói cho ngươi, bồi thường tiền. Lăng Hàn vỗ mặt của Nguyên Đồng Quang. Người từ Cổ Đan Tháp đi ra, sẽ không ngay cả một cái bàn cũng không đền nổi chứ. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Nguyên Đồng Quang hai mắt phun lửa, hắn chưa từng bị người sách cổ bạt tai à. Một chút tiến bộ cũng không có. Lăng Hàn lắc đầu, đùng đùng đùng, hắn đánh lên mặt của Nguyên Đồng Quang, mỗi một lần đánh qua liền làm cho Nguyên Đồng Quang kêu thảm thiết. Sắc mặt của Phan Lạc Linh trắng bệch, nàng làm sao cũng không nghĩ ra lá gan của Lăng Hàn lại to lớn như thế. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, ở ba người liên thủ không những không có bại tẩu, trái lại dễ dàng bắt Nguyên Đồng Quang. Cái tên này làm việc kích động, quả thực chính là một tên thô lỗ. Nhưng vạn nhất tên thô lỗ này làm thịt Nguyên Đồng Quang thì sao? Mặc dù người là Lăng Hàn giết, nhưng chân chính tra cứu, nàng cũng khó tránh tội lỗi, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Vì lẽ đó, nàng sợ, không nên vọng động, tuyệt đối không nên sàng bậy. Nàng nói, Lâm Vĩnh Sương thì vẻ mặt lạnh lùng nói, thả người. Tuy thực lực của Lăng Hàn đạt đến trình độ nghiền ép, nhưng hắn không kinh sợ chút nào. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2283,
bồi thường tiền hạ. Bởi vì xưa nay đan sư không phải lấy võ lực tăng trưởng, sở trường của hắn là luyện đan, giá trị võ lực cao thấp lại có quan hệ gì? Ngươi là ai? Lăng Hàn cũng không có nhìn Lâm Vĩnh Sương một chút, chỉ vỗ mặt của Nguyên Đồng Tâm. Ngươi là lỗ tai có vấn đề hay đầu có vấn đề, nói chuyện với ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi dám vô lễ với ta, nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Nguyên Đồng Tâm còn mạnh miệng, đùng, Lăng Hàn quất tới, một bạt tai. A, à, Nguyên Đồng Tâm kêu thảm thiết, tuy thân là vương giả, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn thực quá thuận, chưa từng có nhận qua nỗi khổ da thịt, bị Lăng Hàn đánh mấy cái liền vác không được. Ta bồi, ta bồi. Lâm Vĩnh Sương hai mắt phun lửa, Lăng Hàn lại dám không nhìn mình. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Lăng Hàn, uy hiếp nói, lại không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Đùng, Lăng Hàn lại đánh Nguyên Đồng Tâm một tát. Nguyên Đồng Quang sững sờ, hắn không phải nói sẵn lòng bồi thường sao, làm sao còn muốn đánh hắn, ngươi còn nói lý hay không? Hắn cực kỳ oan ức nói, tại sao đánh ta? Há, hắn uy hiếp ta, để ta khó chịu. Lăng Hàn cười nói, đệt. Nguyên Đồng Quang tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên, chỉ là bị Lăng Hàn nắm cái cổ, chỉ có thể uất ức đến đỏ cả mặt. Ngươi muốn làm gì? Lâm Vĩnh Sương trầm giọng nói. Đùng, Lăng Hàn lại quất Nguyên Đồng Quang một bạt tai. Nguyên Đồng Quang phiền muộn mà nhìn Lăng Hàn, lẽ nào một tát này là bởi vì Lâm Vĩnh Sương? Ngươi đoán đúng, Lăng Hàn nói, cho Nguyên Đồng Quang một vẻ mặt tán thưởng. Nhưng Nguyên Đồng Quang là một chút cũng không hài lòng nổi, thấy Lâm Vĩnh Sương lại muốn mở miệng nói chuyện, vội vã cướp lời nói, Lâm ca, ngươi đừng nói chuyện. Tên này nói chuyện hắn khẳng định lại phải ăn đòn. Đùng, chỉ là ý nghĩ của hắn vẫn không có chuyển, trên mặt liền trúng một tát. Cái này là tại sao? Hắn ai oán nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, đánh quen tay, thu không kịp. Không có chuyện gì, lần sau hắn lại uy hiếp ta mà nói, ta không quất ngươi một chưởng là được. Nguyên Đồng Quang bị chỉnh đến chỉ có một ý nghĩ thoát thân, chí ít hiện tại hắn không dám có ý nghĩ trả thù, vội vàng nói, ta sẵn lòng bồi thường, ta sẵn lòng bồi thường. Cái này còn tạm được. Lăng Hàn gật gù. Qua loa, liền một 100 triệu tinh thạch đi. Ngươi làm sao không đi cướp? Nguyên Đồng Quang lại muốn nhảy lên dẫm người, nhưng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ao ao thở dốc, quá nhiều, ta không bỏ ra nổi. Thật sự cho rằng hắn là đại gia sao? À, ngươi không phải từ cổ đan tháp đi ra sao? Lăng Hàn lắc đầu, phó nhạc còn có thể mở ra một 100 triệu tinh thạch tiền chuộc, tại sao người này nghèo như vậy? Nguyên Đồng Quang thầm nghĩ hắn lần này xa nhà, làm sao có khả năng mang theo nhiều tinh thạch như vậy? Có điều, 100 triệu tinh thạch thực quá to lớn, cho dù còn ở cổ đan tháp, muốn hắn chủ ra 100 triệu tinh thạch cũng cực kỳ khó khăn. Nguyên gia cũng không chỉ một mình hắn, hơn nữa, hắn cũng không phải đời sau xuất sắc nhất của Nguyên gia, có thể chi phối của cải có hạn. Quỷ nghèo, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, đầy mặt hung quang, có vẻ cực kỳ hung tàn. Cái tên này là tự mình đưa tới cửa, không cắt một dao sao được, hoàn toàn không cần khách khí. Ngàn vạn, Nguyên Đồng Quang run rẩy nói. Hả? Lăng Hàn trừng mắt lên. 20 triệu. Nguyên Đồng Quang vội vã tăng giá. Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 37 triệu tinh thạch thành giao, có một bộ phận là mượn của Phan Lạc Linh cùng Lâm Vĩnh Sương. Được rồi, đi thôi. Lăng Hàn tiếp nhận nhẫn không gian, thu tay về. Nguyên Đồng Quang vội vã bỏ chạy, lần cách Lăng Hàn rất xa, hắn cũng không muốn lại bị Lăng Hàn xách cổ. Lâm Vĩnh Sương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt như nước, vừa nãy hắn bận tâm Nguyên Đồng Quang vẫn không có mở miệng, nhưng hiện tại hắn cũng không có hứng thú nói chuyện, loại gia hỏa không biết điều này. Sẽ chết rất thảm, nếu như hành động ngày hôm nay của Lăng Hàn truyền đi, nhất định sẽ hù chết người. Ngay cả người của cổ đan tháp cũng dám vơ vét, sống thiếu kiên nhẫn. Nhưng Lăng Hàn làm như thế, ngược lại đã đắc tội thế lực tiên vương phía sau đám người Thiên Thanh Nguyệt, vậy lại thêm một cái cổ đan tháp thì đã làm sao? Bởi vì thành tích của Lăng Hàn ở phương diện nhận biết linh dược, tỷ số bồi của hắn cũng một đường hạ thấp, thậm chí vượt qua bọn. Người Tạ Nhạc Trương chỉ có 1.6, có thể nói là ứng tuyển quán quân. Sau 3 ngày, thi đấu luyện đan bắt đầu. Sau vòng đào thải thứ nhất, người dự thi còn lại có chừng hơn 1.300,
Số lượng ấy vẫn có chút nhiều, quảng trường đan đạo của Bách Long Thành cũng không có nhiều đan thất đồng thời cho nhiều người luyện đan như vậy. Bởi vậy, mỗi 100 người làm một tổ, từng nhóm tiến hành, đại khái mười mấy ngày liền có thể hoàn thành hết thảy thi đấu. Bọn người Lăng Hàn, Nhật Dương đan sư bị sắp xếp đến tổ cuối cùng ra trận, đây là dựa theo thành tích của bọn họ ở nhận biết linh dược xếp ra, thành tích càng tốt, thời gian ra trận liền càng muộn. Mà mọi người cũng tin tưởng, quán quân nhất định từ trong tổ cuối cùng này sinh ra. Thời gian lặng yên mà qua, sau 12 ngày, cuối cùng đến phiên Lăng Hàn lên sân khấu. Lăng Hàn mang theo ba nữ xuất phát, Phó Nhạc cũng cùng một chỗ, bọn họ mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy Tiểu Cốt đi tới trước mặt. Ồ, Tiểu Cốt, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Lăng Hàn hỏi. Tuy trong cái tên của Tiểu Cốt mang chữ Tiểu, nhưng trên thực tế lại không biết là xương già tồn tại bao nhiêu năm. Bởi vậy hắn tự nhiên không thể tiến vào Bách Long bí cảnh, những ngày qua cũng không biết lắc lư ở đâu. Ồ, Tiểu Cốt, khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Tiểu Cốt mô phỏng theo nói, ngay cả biểu hiện ngữ khí cũng giống như đúc. Quên đi, vẫn là không hỏi. Lăng Hàn nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước, Tiểu Cốt cũng đồng thời đi theo bọn họ. Không bao lâu, bọn họ liền đến quảng trường đan đạo, nơi này vô cùng lớn, đặc biệt chuẩn bị cho các đan sư. Định kỳ tổ chức tỉ thí luyện đan, mỗi phòng luyện đan đều có hiệu quả gia tốc thời gian gấp trăm lần. Bởi vậy, thời gian 2 ngày ngoại giới liền có thể luyện ra đan dược. Luyện chế đan dược tứ tinh chênh lệch thời gian không nhiều là 6 tháng, nhưng đan dược ngũ tinh, thời gian luyện chế sẽ lập tức nhảy đến vạn năm, hơn nữa cái này vẫn là tiên đan tầng 1, tầng 9 thậm chí cần kỷ nguyên tính toán. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2284, tỉ thí luyện đan bắt đầu. Chí ít cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào luyện chế qua đan dược tứ tinh, bởi vậy mấy tổ tỉ thí trước đều là một ngày liền quyết định. Tất cả mọi người vừa tiến vào đan thất, sau đó bên ngoài mỗi một đan thất đều có một tên đan sư cộng thêm 3 tên học đồ phụ trách giám sát. Để ngừa có người làm càn, đương nhiên, quần chúng vây xem cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này. Lăng Hàn cũng tiến vào trong đó, ngồi vào chỗ của mình, sau đó chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mỗi người đều phải tự chuẩn bị tài liệu luyện đan, đương nhiên luyện ra đan dược cũng quy về hắn sở hữu. Luyện đan dược gì đây? Ổn thỏa một chút, vậy khẳng định là luyện chế đan dược tam tinh. Nhưng có người nói đám người Nhật Dương đan sư, Ngô Tử Hư cách đan sư tứ tinh chỉ một bước, nói không chắc sẽ ở chỗ này đột phá. Bởi vậy, ưu thế dẫn trước của Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược sẽ bị xóa đi, coi như thành tích của mọi người tương đương. Nhưng đan sư tứ tinh nhất định có thể luyện linh 5 lần, vậy vòng thứ 3 tỉ thí luyện linh, đối phương sẽ đạt được ưu thế chân chính. Lăng Hàn lắc đầu một cái, hắn không chấp nhận thất bại. Vậy thì, luyện đan dược tứ tinh, trong lòng Lăng Hàn có đấu chí hừng hực. Hắn còn chưa thành công luyện chế qua đan dược tứ tinh, trước sau chênh lệch một cước, luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút gì đó. Lần này áp lực sẽ biến thành động lực sao? Lăng Hàn muốn thử một lần, thất bại. Thất bại vậy thì thất bại, hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú đối với tiến vào cổ đan tháp, ở đây gây chuyện cũng chỉ vì hấp dẫn Lữ Hải Dung, dẫn bọn họ về Côn Bằng Cung mà thôi. Nguyên Đồng Quang lại cầm sự tình tiến vào cổ đan tháp uy hiếp hắn, thực sự là sai vô cùng. Được, vậy liền, luyện chế đan dược tứ tinh. Trong ánh mắt của Ngô Tử Hư có vẻ điên cuồng, hắn vốn định luyện chế đan dược tam tinh. Hơn nữa còn là đan dược tam tinh khó luyện chế nhất băng hoàng đan, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý. Đây thắng không được Lăng Hàn. Đan dược tứ tinh, hắn cảm thấy nội tâm thật giống như có một tầng đồ vật gì đó muốn đánh vỡ. Dấu hiệu muốn đột phá đan sư tứ tinh. Trước hắn đã từng có, chỉ là lần nào cũng không có mãnh liệt như lần này, để hắn có loại dự cảm mãnh liệt, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ thành công. Chờ xem, hắn mới là thiên tài đan đạo thứ nhất. Nhật Dương đan sư ôn nhu xoa xoa lò luyện đan của mình, cái này làm bạn với hắn hơn 100 triệu năm. Hoàn toàn có thể coi như là một bộ phận thân thể của hắn, vượt qua người yêu, con cái, bình thường căn bản không ai có thể xúc phạm. Vuốt vuốt, đột nhiên lòng bàn tay của hắn phát lực, thẻ thẻ thẻ, trên vách đan lô lập tức xuất hiện từng vết rách, trong nháy mắt che kín toàn bộ lô thân, đùng, lò luyện đan bị chấn nát.
lò luyện đan đều ưu tiên tính kháng hỏa, vì vậy lực chống đỡ đối với đả kích liền rất kém cỏi. Ai ở thời điểm luyện đan sẽ đi liều mạng đập lò luyện đan. Nhật Dương đan sư lộ ra vẻ đau lòng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều là kiên định. Không phá, sao lập? Hắn chậm chạp không có đột phá là bởi vì dừng lại trong ký ức, vinh quang quá khứ quá lâu để hắn vẫn không nghĩ ra. Nhưng hiện tại, hắn có lý do nhất định phải thắng lợi, bởi vậy, hắn tự tay đập phá lò luyện đan đại biểu quá khứ của mình. Ngày hôm nay là một khởi đầu mới. Trong nháy mắt khí thế của Nhật Dương đan sư phát sinh biến hóa kịch liệt, ánh mắt sắc bén, có một loại cảm giác biến thành người khác. Con đường tứ tinh đại sư bắt đầu từ hôm nay. Trên mặt Tạ Nhạc Trương vẫn mang theo nụ cười cuối cùng lộ ra một nụ cười chân chính. Hắn là tiêu chuẩn có đại tài nên trưởng thành muộn, trở thành đan sư nhất tinh. Lại bỏ ra 10 ức năm, nhưng trở thành đan sư nhị tinh, đan sư tam tinh lại cũng chỉ bỏ ra 10 ức năm. Lại một 10 ức năm qua đi, hắn có đầy đủ tự tin bước vào tứ tinh, mà hiện tại là thời cơ đẩy ra cửa lớn đan sư tứ tinh. Phan Lạc Linh đúng quy đúng củ, nàng quyết định luyện chế đan dược tam tinh, hơn nữa là tương vị đan sở trường nhất của nàng, không cần quá khó, bởi vì nàng có vũ khí bí mật. Người thắng nhất định là ta. Lâm Vĩnh Sương đầy mặt ngạo nghễ, ai lại biết, hắn từ 60 năm trước đã là tứ tinh đại sư, mà đan sư mạnh nhất ở đây chỉ là tam tinh, hắn hoàn toàn chính là đang bắt nạt người. Hắn ở thời điểm nhận biết linh dược, kỳ thực cửa ải thứ 8 cũng thiếu chút nữa thành công, chỉ là một ít sai lầm nho nhỏ, mới dã tràng xe cát. Nhưng ở lĩnh vực luyện đan, hắn có niềm tin tuyệt đối. Hắn không thèm để ý danh hiệu quán quân này, sau khi một tiếng hót lên làm kinh người sẽ chủ động hủy bỏ thi đấu. Hắn muốn, chỉ là người khác giật mình, vẻ mặt không thể tin được mà thôi, sẽ làm hắn sau khi xem cực kỳ thoải mái. Sau đó hủy bỏ thi đấu, càng là tinh tướng đến trình độ cực cao. Đan sư tam tinh nho nhỏ mà thôi, lại dám ép ta một đầu, lần này liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Quần chúng vây xem cũng toàn bộ đúng chỗ, chờ mong tỉ thí luyện đan bắt đầu. Không giống với nhận biết linh dược, căn bản không nhìn ra món đồ gì, luyện đan lại cực kỳ náo nhiệt. Ồ, tại sao bức tường trong suốt của Phan Lạc Linh mơ hồ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp đại khái, nhưng không thấy rõ dược thảo trong tay nàng. Có người ngạc nhiên nói, phòng luyện đan kia của Phan Lạc Linh thật giống như xảy ra vấn đề, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ. Tuy như vậy có thể thấy được dáng dấp của nàng, đúng là bản thân, nhưng cái khác quá không rõ ràng. Có người phản ứng, có điều bên cổ. Đan Tháp trả lời là phòng luyện đan này đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng thi đấu sắp bắt đầu, không thể vào lúc này kêu dừng, ảnh hưởng đến những người khác. Ngược lại chỉ có chút mơ hồ mà thôi, lại không ảnh hưởng đại cục, cứ như vậy đi. Tuy nói như vậy khiến người ta không quá hài lòng, nhưng ai dám nghi vấn người của cổ đan tháp. Không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Sau khi ra lệnh một tiếng, tổ tỉ thí cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lăng Hàn đã sớm nghiên cứu đan dược tứ tinh, còn được Tử Thành đại sư chỉ điểm, cùng vị đại sư này thảo luận rất nhiều lần, cách thành công chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn lấy ra tiên dược. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 2285, từng cái thành công. Luyện chế tiên đan đương nhiên cần dùng tiên dược, chỉ là luyện chế đan dược tinh cấp không giống, cần tiên dược niên đại cũng bất nhất. Nói như vậy, luyện chế đan dược tam tinh cần tiên dược 10 tỷ năm dược linh, tứ tinh thì lại cần trăm tỷ năm. Còn đan dược ngũ tinh, vậy cần tiên dược đều là lấy ngàn tỷ năm làm đơn vị, thậm chí một kỷ nguyên cũng không kỳ lạ, vậy đương nhiên là tiên đan tầng 9. Tiên dược như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có một khối nhỏ mà thôi, đó là một khối rễ cây nhìn qua không hề bắt mắt chút nào. Thật giống như gừng, nhưng nói đến giá trị, đủ khiến đại bộ phận đan sư tứ tinh cảm giác trong túi ngượng ngùng. Quy phục linh, dược linh cao tới 4.100 triệu năm, chính là Tử Thành đại sư đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Thứ tốt như vậy, ngay cả người phú khả địch quốc như Tử Thành đại sư lấy ra cũng cảm thấy thịt đau. Lăng Hàn cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì khối quy phục linh này đã dùng không được mấy lần, trước hắn đã thử nghiệm luyện chế qua nhiều lần, tiên dược tiêu hao rất lớn. Đây là chủ dược, đương nhiên cũng có một chút phụ dược,
đại bộ phận là thánh dược, còn có chút là tiên dược niên đại ở khoảng 100 triệu năm. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không vội mở luyện. Nơi này có thời gian gia tốc gấp trăm lần, thời gian không đáng giá. Thứ hai, thời hạn thi đấu dài đến 10 ngày. Dưới gia tốc chính là khoảng 3 năm, cái này dùng để luyện chế đan dược tứ tinh đương nhiên là thừa sức, cũng có thể thất bại nhiều lần. Lăng Hàn bình tĩnh tâm tình, qua 7 ngày, hắn mới bắt đầu chuyển động. Vừa động, hắn liền như lôi đình, nhanh như điện giật. Dưới thời gian gia tốc, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã 3 tháng trôi qua. Đùng, lò luyện đan bể mất, còn nổ đến Lăng Hàn đen mặt. Còn có 2 cơ hội. Lăng Hàn lẩm bẩm, hiện tại không phải thời gian không đủ dùng, mà là vật liệu trong tay hắn chỉ đủ lại luyện 2 lần. Hắn cũng không vội bắt đầu lần thứ 2, mà nhắm hai mắt lại hồi ức chi tiết khi hắn thất bại. Đáng tiếc, dưới con mắt mọi người hắn không thể tiến vào hắc tháp, bằng không dưới luân hồi thụ cầm ngộ, chỉ là sự tình chớp mắt một cái. Hắn ngồi bất động dòng dã nửa năm, sau đó mới bắt đầu lần thứ 2 thử nghiệm. Tất cả tiến triển đều cực kỳ thuận lợi, nhưng khi tới tháng thứ 5, đùng, lò luyện đan lại bảo. Cách chỉ kém tí tẹo như vậy, Lăng Hàn cực kỳ đáng tiếc. Nếu như trong tay ta còn có 3 phần tài liệu, ta có 100% nắm chắc có thể thành công, nhưng hiện tại chỉ có một cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Hắn lần thứ 2 bắt đầu ngồi bất động nghĩ lại nửa năm sau, Lăng Hàn mở hai mắt ra, lộ ra tự tin tuyệt đối. Lần này, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn là loại càng bị ép gắt gao, liền càng có thể bạo phát động lực. Hiện tại hắn đã không có đường lui, nhưng hắn không có lo lắng, nôn nóng một chút nào. Ngược lại, chiến ý của hắn như lửa, tâm tự tin của hắn tung bay, đối với khát vọng thành công để hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đến, hắn bắt đầu lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng, nếu như lần này vẫn thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể luyện chế đan dược tam tinh. Bên ngoài, lục tục có người đi ra. Có mấy người đã sớm thành công, nhưng vẫn chưa thỏa mãn hiện trạng, muốn luyện chế ra đan dược càng thêm thỏa mãn, ở chỗ này tiếp tục luyện chế. Có điều, khi thời gian ngoại giới đi tới ngày thứ 8, tuyệt đại bộ phận người đã kết thúc luyện chế, dồn dập đi ra đan phòng, giao đan dược mình luyện chế ra, tiến hành đánh giá. Đùng, cửa đan phòng mở ra, đi ra một thanh niên vóc người thon dài. Mau nhìn, Ngô Tử Hư đi ra. Hắn luyện là đan dược gì? Thời gian lâu như vậy, khẳng định là đan dược tứ tinh. Vậy cũng không nhất định, khả năng là luyện vài lô đan dược tam tinh thì sao? Ở dưới mọi người nghị luận, Ngô Tử Hư bước lớn ra ngoài, trên mặt mang theo một tia ngạo nhiên. Hắn thành công. Không có bị áp lực đánh tan, trái lại hoàn thành bay qua, thành công mở ra cửa lớn đan sư tứ tinh. Từ đây, hắn có thể được gọi là đại sư, đan đạo đại sư chân chính. Hắn giao đan dược luyện ra cho đan sư bên ngoài tiến hành đánh giá, hai tay chắp sau lưng, có vẻ cực kỳ nắm chắc. Bán khuyết đạo đan, tứ tinh, trình độ phổ thông. Tên đan sư kia đơn giản quan sát, sau đó cho kết luận. Nhất thời, bốn phía oanh động, đan dược tứ tinh. Rốt cục có người luyện chế thành công ra đan dược tứ tinh, hiện nay thành tích này chính là thứ nhất không hề tranh luận. Không hổ là Ngô Tử Hư, ở dưới áp lực như vậy lại hoàn thành đột phá, thành tựu đan sư tứ tinh. Trời ạ, tên này mới bao nhiêu tuổi, cũng đã là tứ tinh. Ai, cái này kêu là thiên phú, chúng ta ước ao không đến. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ngô Tử Hư, lần này người đến tham dự thi đấu cơ bản là đan sư tam tinh. Nhị tinh nhất tinh căn bản không có mặt mũi lại đây, nhiều lắm chính là ở vòng thứ nhất tranh tài thử xem năng lực nhận biết linh dược của mình. Tam tinh, tứ tinh khác nhau, như tiên phủ cùng thăng nguyên, lớn đến phảng phất như một cái là trời, một cái là đất. Lần này Ngô Tử Hư nhất định là người thứ nhất. Sau vòng này, hắn đạt được thành tích liền có thể đuổi bằng Lăng Hàn, nhưng tứ tinh đại sư tất nhiên ở luyện linh đạt đến ngũ luyện, bởi vậy, vòng thứ 3 hắn khẳng định còn có thể thắng được. Ha, ta đã sớm nói, Ngô Tử Hư khẳng định là người thứ nhất lần này. May là ta mua Ngô Tử Hư đoạt quán quân, hơn nữa còn mua mấy trăm ngàn tinh thạch. Ta cũng táng ra bại sản áp ở trên người Ngô Tử Hư. Đúng lúc này, cửa đan phòng lần thứ 2 mở ra, đi ra một lão giả râu bạc trắng tung bay. Nhật Dương đan sư, như thế nào, thế nào? Mọi người lại hiếu kỳ, đây chính là một vị đan sư lâu năm,
đã sớm nói hắn sắp trở thành tứ tinh đại sư. Nhưng một năm rồi lại một năm, Nhật Dương Đan Sư vẫn dậm chân tại chỗ, bất quá từ đầu đến cuối không có người dám coi khinh hắn. Nhật Dương Đan Sư lộ ra nụ cười, đưa tay dương ra, lòng bàn tay có một viên đan dược xoay tròn màu tím. Thiên Phương Tử Ngọc Đan, tứ tinh, một tên đan sư ở bên cạnh bật thốt lên, sau đó vái chào với Nhật Dương Đan Sư. Chúc mừng Nhật Dương Đại Sư, rốt cục bước vào hàng ngũ tứ tinh. Nhật Dương Đan Sư khẽ mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu, có vẻ rất thận trọng, nhưng khóe miệng đã bán hắn, trong lòng rõ ràng đắc ý đến trình độ cực cao. Các bạn vừa nghe xong tập 228 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.